Xin chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách chỉnh tốc độ chuột cảm ứng hoặc là tốc độ chuột quang của chúng ta trên máy desktop. Chúng ta làm như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào control panel. Đây là bảng control panel hay gọi là panel điều khiển. Một số máy thì nằm trong menu Windows. Trong có cái bảng menu Windows và chúng ta tìm kiếm biểu tượng của control panel và chúng ta mở control panel ra. Sau khi chúng ta mở bảng control panel ra thì chúng ta sẽ chọn vào màu và ở cái bảng màu này thì chúng ta có thể là chỉnh được thông tin của chỉnh được tốc độ chuột và các biểu tượng của chuột vân vân. Ở cái bảng button này thì chúng ta có thể chỉnh như sau: Sleep Slow, Sleep Speed này á. Ở cái bảng Speed này thì chúng ta có thể là chỉnh tốc độ kích vào cơ thư mục để mà chúng ta mở. Ta muốn mở thư mục nhanh hay chậm thì chúng ta sẽ chọn Sleep để mà chúng ta đắp vào cái bảng này thì nó sẽ mở nhanh hơn. Và đối với một boy option thì chúng ta sẽ chỉnh được tốc độ di chuyển của con chuột. Và cái mục này rất là quan trọng. Có một số máy có mục tốc độ di chuyển này nó nằm rất là cool ở phép thì chúng ta di chuyển chuột nó rất là nhanh. Chúng ta di chuyển thoáng một chút thôi, di chuyển một khoảng ngắn trên con chuột toothpaste thôi là nó đã di chuyển rất là xa rồi. Và tôi khuyên các bạn là nên để ở những cái tốc độ trung bình hơn hoặc là cao hơn một xíu thì chúng ta dễ dàng sử dụng hơn. Còn các bạn cảm thấy nếu mà ở tốc độ trung bình này nó vẫn còn nhanh thì các bạn có thể chuyển xuống một slow là tốc độ nó chậm hơn chút để chúng ta kéo chuột nó đi rất là chậm, mặc dù là chúng ta đã kéo chuột đi rất là xoa rồi mà nó đi rất là chậm, khoảng cách đi của nó rất là ngắn, nên là chúng ta nên đưa cái tốc độ này ở trung bình để chúng ta dịch chuyển chuột đi rất là êm. Ngoài ra thì chúng ta còn có những cái biểu tượng để mà sau khi chúng ta biểu tượng của chuột của chúng ta, ở đây biểu tượng chuột của chúng ta là dấu mũi tay, hoặc là chúng ta có thể là chọn biểu tượng, có biểu tượng khó bằng cách là chúng ta kích chọn khó, đó là tùy các bạn. Và có cái hướng dẫn khó, có biểu tượng khó không vang, và có cái hiệu ứng chuột khó, hiệu ứng ria chuột không vang, và có hiệu ứng đó thì không có liên quan gì cả, chúng ta cũng không nên mình kích làm gì. Đấy, chúng ta chỉ quan tâm ở vấn đề một là tốc độ di chuyển của con chuột và hai là cái tốc độ mà chúng ta kích chuột. Còn ngoài ra các bạn muốn nâng cao hơn thì các bạn có thể là muốn con chuột của mình đẹp hơn hoặc là theo phong cách riêng của các bạn thì các bạn có thể để chọn những cái mục bên dưới. Và sau khi mà chúng ta đã làm xong thì chúng ta bấm apply và chúng ta bấm ok, như thế là chúng ta đã hoàn thành được cái việc mà chúng ta tinh chỉnh điều chỉnh về chuột của chúng ta. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công.